vì sao nguồn gốc 171 tỷ bị mất của Chủ tịch huyện Nhân Trạch vẫn chưa có câu trả lời. Câu chuyện Chủ tịch huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Giang Hương bị mất tới 171 tỷ đồng trong tài khoản sẽ xảy ra từ rất lâu. Nhưng đến nay, nguồn gốc số tiền khổng lồ đó vẫn chưa có câu trả lời. Công luận đặt câu hỏi là tại sao một nữ chủ tịch cấp huyện lại giàu có đến như thế và tại sao cơ quan chức năng xử lý vụ việc quá chậm trễ? Có hay không việc được cho là tạo điều kiện cho người bị kỷ luật có thời gian để mà chạy tội? Vào ngày 4 tháng 11, truyền thông nhà nước đưa tin thanh tra tỉnh đã ra quyết định thanh tra với cựu chủ tịch huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương với lý do có nghi ngờ dính với việc tham nhũng đất đai trong giai đoạn tại chức. Đại diện huyện Nhân Trạch cho biết quyết định thanh tra sẽ tập trung vào nội dung xem xét trách nhiệm của chủ tịch huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương và tổ chức cá nhân liên quan về nội dung quản lý sử dụng đất công trên địa bàn. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai sau đó đã tiến hành kiểm tra và kết luận bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm kê khai tài sản không trung thực theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, bà Hương giải trình số tiền 171 tỷ là do bà đi vay mượn của bạn bè và người thân mà có. Đến tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định cách chức Chủ tịch huyện Nhân Trạch với bà Giang Hương. Một yêu cầu mà công luận đặt ra với Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần phải trả lời câu hỏi là số tiền tới 171 tỷ đồng của bà Chủ tịch Nguyễn Thị Giang Hương có thể hiện trong bảng kê khai tài sản hay không và đã được xác minh làm rõ hay chưa. Công luận thấy rằng chỉ với một lãnh đạo giữ chức Chủ tịch huyện như bà Nguyễn Thị Hương Giang mà trong tài khoản ngân hàng đã có tới hàng trăm tỷ đồng để rồi bị lừa. Đây là điều hết sức bất bình thường. Vậy thì lãnh đạo cấp trên là bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh thì nó sẽ giàu đến cỡ nào? Đây không phải là điều lạ mà là chuyện thường ngày ở huyện. Hầu như tất cả các quan chức lãnh đạo cấp cao trong bộ máy đảng và chính quyền ở Việt Nam hiện nay đều giàu có như vậy. Mà nguồn gốc tài sản tất cả đều do tham nhũng, nhận hối lộ và vi phạm pháp luật. Hãy xem xét khối tài sản khủng cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, người cũng bị kỷ luật khởi tố bắt giam với lý do giàu bất chính, với số tiền gửi trong ngân hàng khoảng 3.000 tỷ đồng, chưa kể đến số cổ phiếu, trái phiếu có giá trị xấp xỉ 1.000 tỷ đồng như truyền thông nhà nước đưa tin. Theo kết luận điều tra của Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an, tổng số tiền hối lộ mà Lê Đức Thọ nhận từ các bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, lãnh đạo công ty Xuyên Việt Uê đã lên đến hơn 1 triệu đô la. Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2024, có 2.500 người được xác minh việc kê khai, nhưng chỉ có 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Nhưng Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng, kết quả phát hiện xử lý các trường hợp kê khai tài sản thu nhập không trung thực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế. Ngay sau khi trở thành người đứng đầu bộ máy đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến đồng tình cho rằng việc kê khai tài sản đối với đối tượng thuộc diện cần phải giám sát theo quy định lâu nay hoàn toàn chỉ mang tính hình thức, chỉ nhắm vào các giới chức cấp thấp cho bộ máy nhà nước mà chưa được coi trọng. Muốn chống được tham nhũng thì những người lãnh đạo cao nhất của Đảng phải dứt khoát không tham nhũng, kể cả tham nhũng quyền lực. Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn đứng vững trước mọi cuộc tấn công. Tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây đã có nhiều bất lợi cho Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên của ông. Vào ngày 21 tháng 10, việc thường trực Ban Bí thư Lương Cường ngồi vào chức ghế Chủ tịch nước cho thấy sự suy giảm quyền lực của ông Tô Lâm một cách đáng kể. Đồng thời, sự kiện này đã chính thức chấm dứt nỗ lực thâu tóm quyền lực tuyệt đối của ông Tô Lâm khi theo đuổi mục tiêu nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như bên Trung Quốc. Giới phân tích đưa ra thắc mắc, trong khi các quốc gia có cùng thể chế cộng sản với Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Bắc Triều Tiên, Cuba đều nhất thể hóa cương vị người đứng đầu đảng và nhà nước, tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cương quyết cản trở, không áp dụng mô hình này? Việc Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã phản nàn về vấn đề thể chế khi cho đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Theo giới phân tích, cái gọi là thể chế mà ông Tô Lâm nêu ra, về thực chất ông chỉ muốn thay đổi nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách truyền thống của đảng thì chuyển sang mô hình nhất thể hóa như Trung Quốc hiện nay. Trong một hoàn cảnh bế tắc, đây có thể là lý do vì sao hàng ngày người ta thấy ông Tổng Bí thư Tô Lâm tìm cách đăng đàn hay công bố bài viết đề cập đến những vướng mắc trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đáng nói, ông Tô Lâm vẫn chỉ đề cập tới vấn đề đã tồn tại nêu ra cách đây hàng chục năm. Đáng tiếc, ông Tô Lâm
cũng không thể đưa ra được giải pháp tháo gỡ với lý do lực bất tòng tâm. Công luận từ chỗ kỳ vọng thì sau 3 tháng đã thất vọng khi cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm suốt ngày kiếm chuyện làm quà hay chỉ nói cho vui. Vào ngày 5 tháng 10, một truyền thông nhà nước một lần nữa lại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo giới quan sát, phải chăng ông Tô Lâm đang muốn đề cập tới vai trò chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính? Giữa lúc quan hệ giữa Tổng Bí thư và Thủ tướng được cho là cơm không lành, canh không ngọt, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trần Công Chính giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 và Tổng cục Tình báo Quân đội thay cho Trung tướng Phạm Ngọc Hùng có thể là nguyên nhân. Theo giới thạo tin, những thỏa thuận của ông Tô Lâm trước đây với Hùng Tút đã bị Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng phanh phủi. Theo giới phân tích, trong thời gian gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính hầu như không quan tâm đến chuyến đấu đá trong nội bộ của Đảng, chỉ chuyên tâm lãnh đạo chính phủ. Ông Chính biết rất rõ, ông Tô Lâm đã nỗ lực bắt bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn với mục đích gạt ông Chính khỏi chức Thủ tướng để dành chiếc ghế này cho đàn em. Giới phân tích quốc tế cho rằng, ông Phạm Minh Chính đã sống sót kỳ diệu. Khi chiến dịch đốt lò được khởi động thì chắc chắn ông Phạm Minh Chính sẽ là người đầu tiên ra đi, vì ông Chính có mối quan hệ bất chính với công ty IC cũng như bà Nhàn, tổng giám đốc của công ty này. Nhưng rất may, Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là có mối quan hệ rất chặt chẽ với Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng. Phải chăng đây là lý do khiến cho ông Chính, một nhân sự tứ trụ từ đầu đại hội khóa 3 tới vẫn còn sống sót? Mới nhất, nguồn tin nội bộ của Thời báo cho biết, giới chức Đức đã không hài lòng khi Bộ trưởng Lương Tam Quang sang thăm với mục đích dẫn độ bà Nhàn IC về Việt Nam. Đồng thời họ khẳng định điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Trong khi công luận tại Đức đánh giá, vấn đề nhà nước Việt Nam thông qua Bộ Công an thể hiện một tư duy nghèo nàn và kém hiểu biết của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng như Tổng Bí thư Tô Lâm. Cải cách thể chế là cải cách gì? Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm đang thả mồi để bắt bóng? Sau khi Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có không ít người hy vọng sẽ có công cuộc cải cách và tin tưởng rằng ông Tô Lâm sẽ là người tạo ra bước ngoặt lịch sử. Tuy nhiên, chỉ mới tròn 3 tháng, những suy nghĩ vừa kể trên được cho là hoàn toàn không có căn cứ, vì cán cân quyền lực của chính trường đến nay đã thay đổi gần như 180 độ. Việc ông Lương Cường ngồi vào ghế chủ tịch nước đã cho thấy sự suy giảm đáng kể quyền lực của ông Tô Lâm, đồng thời đã chính thức chấm dứt những nỗ lực thâu tóm quyền lực tuyệt đối của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong lúc ông Tô Lâm nỗ lực bằng mọi cách để nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Theo giới phân tích, công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang đối diện với tất cả các tiềm năng và thách thức rất lớn. Trong quá trình cải cách, việc đấu tranh chống tham nhũng và tinh gọn bộ máy của nhà nước là một trong những ưu tiên hàng đầu, với mục đích nhằm duy trì niềm tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng, với mong muốn tạo ra những sự thay đổi mang tính bước ngoặt để tạo ra những dấu ấn riêng của mình như một Gorbachev của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dũng cảm đụng chạm vào vấn đề nhạy cảm nhất của các nước hậu cộng sản khi nêu vấn đề điểm nghẽn của điểm nghẽn là vấn đề thể chế. Theo giới chuyên gia, việc Đảng Cộng sản Việt Nam có cải cách thể chế chính trị hay không là một vấn đề phức tạp và hết sức nhạy cảm. Trong các văn kiện phát biểu chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhấn mạnh cam kết duy trì hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục giữ vững chế độ chính trị một đảng lãnh đạo. Tuy nhiên, nhiệm vụ này gặp phải nhiều khó khăn với nhiều lý do khác nhau, mà việc xung đột mâu thuẫn giữa các cá nhân và phe phái trong đảng là vấn đề mấu chốt. Ngoài ra, ông Tô Lâm cũng gặp phải sự thách thức trong việc làm sao tiến hành cải cách mà không ảnh hưởng đến sự ổn định của chế độ. Đây cũng là lý do một bộ phận lớn các lãnh đạo cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam, một lực lượng được cho là các nhân sự trung thành với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn kiên định với học thuyết Marx Lenin và những vấn đề mà chủ nghĩa xã hội họ ra sức bảo vệ. Tuy nhiên, thực chất của vấn đề được cho là sự cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi cũng như quyền lực của thế lực chính trị này, đó là những người vẫn còn trung thành với ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Đây là điều hơn ai hết ông Tô Lâm cũng hiểu quá rõ. Đây là điều nhạy cảm với cái nhà nước độc đảng ở Việt Nam. Việc cải cách thể chế do đó sẽ đi ngược với việc duy trì sự đoàn toàn trị của Đảng Cộng sản. Điều sẽ khiến cho đổi mới và cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang chứa đựng các nguy cơ tiềm ẩn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đòi hỏi cải cách thể chế của Tô Lâm đưa ra không phải là việc xóa bỏ đường lối hay thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa, mà là thay đổi nguyên tắc căn bản nhất của chế độ độc đảng toàn trị. Đó là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Có nghĩa là ông Tô Lâm muốn thay đổi theo mô hình nhất thể hóa như ở Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình hay như Putin ở Cộng hòa Liên bang Nga hiện nay. Nhưng ông Tô Lâm không đủ can đảm để nói thẳng ra điều đó. Đó là lý do công luận thấy rằng Tổng bí thư Tô Lâm đang ở trong thế bí nên mỗi ngày nói chuyện cũng như chỉ nói vòng vo tam quốc như mấy ông bên tàu bán thuốc dạo mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cải cách thể chế là cải cách gì? Vì sao Tổng bí thư Tô Lâm đang thả mồi để bắt bóng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.